Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng vốn kế hoạch năm 2018 được phân bổ là 4.700 tỷ đồng, kết quả giải ngân đến hết tháng 7 là gần 1.300 tỷ đồng, chỉ đạt 27%. Quyết tâm từ nay đến cuối năm giải ngân kế hoạch vốn đầu tư trên 90%, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành và địa phương phân tích nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến chậm giải ngân. Bí thư tỉnh ủy cũng yêu cầu các đơn vị địa phương phải sắn tay vào tháo gỡ từng vướng mắc, chia ra những việc cần làm, xây dựng báo cáo điện tử hàng tuần để kiểm soát tiến độ, kiểm định năng lực nhà thầu để giải quyết câu chuyện tiến độ và chất lượng công trình. Nhấn mạnh thông điệp có thêm một doanh nghiệp mới, một nhà đầu tư mới là có thêm nguồn lực cho sự phát triển kinh tế xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cam kết sẽ không ngừng nỗ lực trong chỉ đạo điều hành, cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính nhằm giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp khi đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đánh giá cao tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp của lãnh đạo tỉnh, nhiều doanh nghiệp cũng thông tin về tình hình sản xuất và kinh doanh, đồng thời kiến nghị giải quyết một số vướng mắc cũng như đề xuất giải pháp khả thi cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tại đây, một số nhà đầu tư, doanh nghiệp, khởi nghiệp cũng thông tin về kế hoạch đầu tư các dự án mới tại địa phương. Diễn đàn là hoạt động có ý nghĩa thiết thực giúp kết nối nguồn lực, tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của các dự án khởi nghiệp mang tính đổi mới sáng tạo, tạo nền tảng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tại địa phương. Những thông tin tại diễn đàn còn giúp doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển các ý tưởng mới, độc đáo, phù hợp với nhu cầu của cộng đồng trên cơ sở phát huy giá trị tài nguyên bản địa, có hàm lượng công nghệ nhất định và phát triển bền vững. Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành thực hiện có hiệu quả việc quản lý chất lượng nguồn nước tại các trạm cấp nước, xem xét lại cơ chế quản lý, phân công trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị, giải quyết dứt điểm các công trình hoạt động không hiệu quả. Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo kiểm tra, xử lý, quản lý rác thải y tế ở các cơ sở y tế khám chữa bệnh tư nhân, giám sát thực hiện quy trình phân loại, công tác thu gom và xử lý chất thải y tế tại một số bệnh viện phòng mạch tư nhân. Các thành viên trong đoàn công tác cho rằng Tân Hồng vẫn còn chậm đổi mới, chưa có mô hình đột phá trong phát triển kinh tế, còn hạn chế trong thu hút đầu tư, phát triển khởi nghiệp, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, vân vân. Bí thư tỉnh ủy Lê Minh Hoang mong muốn tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy cần đoàn kết, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục đổi mới, thống nhất một lòng, cùng nhau vượt qua khó khăn để phát triển địa phương. Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Nguyễn Tôn Hoàng đã trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Nhân Thi, tỉnh ủy viên, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Huyện ủy Thanh Bình nhiệm kỳ 2015-2020 để nhận nhiệm vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, đồng thời trao quyết định điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Thị Hiền, tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Bí thư Huyện ủy Thanh Bình nhiệm kỳ 2015-2020.